Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi sáng ngày 12 tháng 5 năm 2019, cửa hàng âm thanh Hạnh rất vinh dự lại được chào đón anh Dương Thế Trang, anh đến từ Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. Vâng, anh về cửa hàng âm thanh Hạnh trong buổi sáng ngày hôm nay, anh cũng đã lựa chọn được một chiếc đầu băng cối Akai 630D cùng với 3 cuốn băng. Vâng, 3 cuốn băng cối mà anh đã lựa chọn bên cửa hàng là những chương trình mà cửa hàng cũng đã quảng cáo cho những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc rồi. Và trong đợt vừa rồi thì cửa hàng đã được xuất rất nhiều những cuốn băng cối và những bộ xương băng cho những vị khách đến từ Hồ Chí Minh, Hải Dương và Quảng Ninh, Nam Định. Và ngày hôm nay thì chiếc đầu băng cối Akai 630D cũng đã có chủ theo anh Trang về Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. Hôm trước anh cũng đã sắm những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi như những chiếc âm ly 8080DB. Và ngày hôm nay thì chiếc đầu băng cối Akai về để phối hợp với chiếc âm ly 8080DB của anh đang có ở nhà. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Và âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Những sản phẩm thì đã được đóng gói cho khách hàng rồi.